Con xin chào cha, xin chào cộng đoàn. Dạ, con tên Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga, con tới từ Buôn Ma Thuột. Con nói to lên, mở miệng ra, nói phải nói mở miệng ra nó mới to được. Con tên là Nga, từ đến từ Buôn Ma Thuột, vì cả mấy ngàn người đang nghe con nói, mình biết nghĩ đến người khác, mình nói cho người khác nghe với, rồi con được ơn gì của Chúa. Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, con tội con to lắm, con chửi Chúa. Con từ Chúa, con dám bắt ghế, con đứng lên bàn thờ. Tại gia đình của con bị cũng hoảng, xong rồi con cầu xin không được. Con giận Chúa, con nói là con bắt ghế lên bàn thờ, con nói là con không nhìn mặt Chúa nữa. Con giận Chúa luôn. Và con không đi lễ, con dẹp bàn thờ luôn, con thờ Phật. Thế là gia đình con bị sự cố. Tiếp theo là chồng con đi làm ở Kon Tum, chồng con đi làm ở Kon Tum biên giới á, thì tự nhiên hai đứa mất liên lạc, đang nói chuyện điện thoại với nhau thì 15 phút nữa con gọi lại, mất liên lạc. Thì mấy ngày luôn con lo lắng. Thì xóm con nó mới gọi là thôi bây giờ chị đi xin ơn Chúa, xin ơn Đức Mẹ để cầu nguyện để liên lạc được với anh ấy. Thì lúc đó con bỏ Chúa rồi, con đâu có đi xin Chúa. Nhưng mà cứ nóng ruột, không biết chồng mình bị cái gì rồi. Thì phải quay về với Chúa, đi xuống đài Đức Mẹ, xin Đức Mẹ, xin Chúa. Thì liên lạc được với anh. Thì cũng chẳng có cảm ơn Chúa, cũng chẳng có quay lại với Chúa gì hết. Được thì thôi. Đó là một sự cố nữa lại đến với con. Con trai của con năm đó nó mới học lớp 8, cái nó ngỗ nghịch gì ở trên trường á. Xong rồi thầy cô gọi nói là nó tới trường nó không học, nó không chào thầy cô. Thế là con giận nó, con về con mét bố nó. Bố nó đánh nó bỏ nhà nó đi. Nó bỏ nhà nó đi thì bao nhiêu người đi kiếm mấy ngày không được. Con thì con cứ nói chứ, bỏ luôn. Con cái mà cứ nghĩ thầy cô mà không chào thầy cô thì không phải là con người nữa. Con nói như vậy nhưng mà ở trong lòng của con sao mà yên được khi không kiếm ra con trai của mình. Thì bố nó đã đi kiếm cách thành phố Buôn Ma Thuột ở Lắc là 40 mấy cây, mà kiếm bao nhiêu lần rồi cũng không ra. Thì con lúc đó mới nhớ lấy Chúa nữa một lần nữa. Thì cứ cầu nguyện với Đức Mẹ, với lòng thương xót của Chúa cho con kiếm được con trai của con. Thế là bố nó lại đi vô trong đó kiếm lại một lần cái chỗ đã kiếm. Thì bây giờ lại kiếm được cái nó về thì nó mới xong rồi. Lúc đó mới nghĩ tới lòng thương xót của Chúa thì mới quay về với Chúa. Thì nó lớn lên, bây giờ nó có vợ, con có cháu nội rồi cha. Thì nó nói với con là má ơi, mẹ ơi, khi đó mà bố không kiếm ra con á thì bây giờ con không biết con sẽ đi đâu nữa. Con mới lúc đó mới là lớp 8 thôi mà con đi theo cái đám đó. Chị cho biết cái biến cố nào xảy ra làm cho chị mắng Chúa, chửi Chúa, giận Chúa và không thèm nhìn mặt Chúa nữa. Dạ, xong rồi nó cho nói trả lời tôi câu hỏi. Biến cố nào làm cho chị mắng Chúa, chửi Chúa và không thèm nhìn mặt Chúa nữa? Dạ thưa cha, gia đình con bị sự cố nha. Dạ, sự cố đó con không nói ra được cha. Vâng, thưa anh chị em, mỗi gia đình có những cái sự cố mà chúng ta có thể nói được mà có thể không nói được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa ở đây đó là Chúa để cho cái sự cố đó xảy ra, đó là một cái sự thử thách. Vì nếu không thử thách thì không có biết là mình có trung thành với Chúa hay không. Lửa để mà thử vàng, gian nan để thử cái ý chí, thử lòng tin. Lòng tin mà không được chui luyện bằng những thử thách giống như anh chị em đang đến đây. Nếu mà không thử thách thì chúng ta không thấy được lòng tín thác. Nhưng mà thử thách ở đây là thời tiết khắc nghiệt thế này đây. Mà có ai bỏ về không? Ai bỏ về giơ tay. Về thì còn đâu mà giơ tay. Ai ở lại giơ tay. Giơ tay lên, cao lên, cao lên, cao lên, vẫy lên, vẫy lên, vẫy lên, vẫy tay chào nhau. Anh chị em thấy đây là một cái thử thách. Chờ đợi từ 6 giờ sáng đến bây giờ là 4 giờ chiều.
mà vẫn kiên tâm chịu đựng, vẫn kiên tâm bền trí, như là lời Chúa trong bài đọc 2 chúng ta nghe. Có những thử thách làm ta không còn kiên tâm bền trí nữa, giống như người chị em này là đã mắng Chúa, chửi Chúa, giận Chúa và không thèm nhìn mặt Chúa nữa. Bắt ghế lên, sợ mình đứng, mình dưới, mình chửi Chúa không nghe hay Chúa không nhìn thấy mình. Bàn thờ trên cao, bắt ghế lên, đứng thẳng mặt chỉ Chúa. Gặp tôi là tôi cho mày một phát, mày té, mày gãy giò cho mày chừa. Chúa có cho chị ấy té gãy giò không? Không. Chúa có cho chị ấy té nằm bại liệt tại chỗ không? Chúa có thể làm được không? Được không? Quá dễ, chỉ một cái hơi thở của Chúa thôi là cả cái trái đất này rung chuyển, chứ đừng có nói là một cái ghế, mà Chúa vẫn không làm. Để cho chị ấy cứ mắng, cứ chửi, cứ giận, cứ không thèm nhìn mặt. Rồi hai biến cố xảy đến mà chị ấy vẫn chưa nhận ra. Biến cố thứ nhất là chuyện của chồng, biến cố thứ hai là chuyện của con. Qua hai biến cố đó, chị cứ lúc mà không còn bám víu vào với ai, không thèm nhìn mặt Chúa, tại sao còn quay lại khấn? Không thèm nhìn mặt Chúa, tại sao còn quay vào cầu? Mà Chúa có giận không? Mày đi chỗ khác, mày biến đi. Mày thờ Phật thì mày chạy với theo Phật, mày xin. Vì gì mày chạy đến với tao? Chúa làm vậy không? Không. Chúa vẫn dang rộng vòng tay, kiên tâm bền trí, đợi chờ mình quay trở về và ban ơn cả cho chồng, cả cho con. Rồi lúc nào thì con quay về với Chúa thực sự? Biến cố nào để con thực sự con quyết tâm quay về với Chúa? Không kể cái chuyện này. Mà con nghĩ là Chúa, chắc là nếu mà không phải Chúa thì không bao giờ nhìn nhận hai vợ chồng con nữa. Chồng con nói cha Long là không tốt, cha Long là không đúng. Từ hồi cha ở Chí Hòa, xong rồi hai vợ chồng con có đi vô Chí Hòa, nhưng mà lúc đó cha không có ở đó nữa. Thì sau cái thời gian đó nói là người ta có với cha Long có gì đó, người ta quay được phim, rồi người ta chiếu ở chợ này kia. Thì lúc đó con cũng không dám nói gì, nhưng mà con vẫn nghe bài giảng của cha. Nhưng mà khi ảnh về là con tắt, chứ con sợ cãi nhau, con không dám ấy nữa. Thì bây giờ tự nhiên cái đem bài giảng về, đem cái đài về cho con, mở ngày mở đêm. Ai đưa cái đài về cho con? Cái cha chồng của con. Mà bữa nay nghĩ ghét của nào trời. Tự nhiên đem cái đài về cho con, xong rồi nghe ngày nghe đêm, rồi biết thấy cái đài rồi, xong rồi bữa nay biết mở trên tivi rồi, trên YouTube rồi, bắt cái ghế ngồi đây coi, mà lần lát cái ghế sát tới cái tivi luôn. Xong rồi con nói là anh nghe thì tới 10 giờ là đi ngủ, không được thức khuya, nghe đến 1-2 giờ sáng, khi nào mà con lá làng lên mới thôi. Đó, như vậy thì con nghĩ nói Chúa không ra gì, cha không ra gì, thì bây giờ nghiện cha hơn nghiện tất cả mọi thứ luôn. Hallelujah. 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 Đấy là chuyện của chồng chị. Còn tức khi nào thì chị quay trở về? Dạ thì nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của con. Thì con khi nó lớn lên nó đi. Thôi cứ con chị hoài, tôi nói biến cố chuyện chị quay trở về, biến cố nào làm chị quay trở về thôi. Đừng có kể chuyện chồng của con của chị nữa. Bây giờ chính bản thân chị đi. Bây giờ quay trở về, mình nhìn thấy chuyện của người khác rồi, bây giờ nhìn lại lòng mình coi, biến cố nào làm cho chính bản thân chị nghiệm ra lòng thương xót Chúa mà quay trở về. Chồng chị đã chê, đã chửi cả Chúa cả cha, Chúa cha gì chửi tuốt lốt hết, mà bây giờ chồng chị đã mê say nghe lời của Chúa như vậy. Đó là cái ơn huệ mà Chúa ban. Còn đối với chị thì lúc nào chị cảm nhận được lòng thương xót Chúa mà chị quay trở về? Thì cha con được nhiều ơn lắm, con mà kể chắc. Thôi chị trả lời thẳng đi. Kể được thì con cái biến cố nào chị quay về với Chúa thôi. Dạ con bị bệnh, con đi xét nghiệm, mà lúc đó con cũng không có tiền để mua thuốc, đủ thứ việc hết, thế là con cứ để cái bệnh như vậy. Thì con chỉ biết cầu xin Chúa, lòng thương xót của Chúa thôi. Thì khi mà mấy năm sau con đi xét nghiệm lại, lúc đó con có nhắn tin cho cha là con bị như vậy, thì cha có lời, dạ con bị siêu gan B, con bị sáng chó. Thì con có nhắn tin cho cha, cha nói là cha đã nhận được tin rồi, cha và cộng đoàn phải cầu nguyện cho con đừng có gọi lại cảm ơn nữa. Dạ, xong rồi con cứ cầu nguyện biết khi mà con đi xét nghiệm lại,
người ta nói là con không có bệnh gì hết. Xong rồi con cũng không tin. Con lại mấy tháng sau con lại đi xét nghiệm một lần nữa. Người ta, con nói là em có phải uống thuốc không? Bác sĩ nói chứ em không có bệnh, uống thuốc làm gì cho nó hại, không có bệnh gì hết. Người ta nói như vậy. Thì con mới nghĩ là rồi con làm ăn á cha, thì chú ban cho con xin cái gì là chú ban cho con cái đó. Đến nỗi mà bạn bè con nó ganh sực, nó nói chứ ủa sao mà mày xin gì chú cũng cho hết. Xong rồi con ấy nói là thôi thì cứ coi em như là một đứa bé vậy á, cứ ngửa tay xin chú một hộp sữa là chú cho một hộp sữa. Bây giờ em, chú đối với em là như vậy, thì con không thể nào mà con xa lìa chú được. Tôi nói thật, tôi bái phục Chúa luôn. Đứa nào mà nó đã giận tôi, mà nó chửi tôi, nó không thèm nhìn mặt tôi, mà nó cứ quay lại như vậy, mình có chịu nổi không? Đây là như vậy mà xin cái gì Chúa cũng cho. Thế mới là lòng thương xót Chúa. Thế mới là lòng thương xót Chúa. Còn con người chúng ta, thưa anh chị em, không có thể làm được. Nhưng Chúa nói nếu các con tin vào Thầy, các con có thể làm được như vậy và hơn thế nữa. Cho nên nhờ tin vào Chúa, nhờ ơn của Chúa, tôi mới dễ chấp nhận những cái lời như là chồng chị nói, chống đối, chê trách, chửi bới đủ thứ hết. Vì tôi đã bị kết án lên tận đồi Golgotha rồi, tôi đã bị treo lên cây thập giá rồi. Tất cả mọi danh tiếng, mọi tiếng gì đó, bao nhiêu nó đổ hết lên đầu tôi trong suốt 3 năm rồi. Và tôi gửi lời cảm ơn chồng của chị rất là nhiều. Nhờ những lời phê phán, phê bình, chỉ trích của chị, của chồng chị, cũng như là của những người khác, mà Chúa cho tôi tập được cuộc sống là tín thác vào Chúa, để không cậy dựa vào người đời nữa. Vì người đời nay khen, mai chê, ăn thua gì đâu. Nay hoan hô, mai đả đảo, có khác gì đâu. Cho nên anh chị em, khi bị người ta phê bình, khi bị người ta chỉ trích, thì chỉ nói hallelujah, tạ ơn Chúa. Và Chúa bảo cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình và yêu thương kẻ thù của mình. Cảm ơn chồng của chị, cũng như cảm ơn tất cả những anh chị em khác, những người phê bình, chỉ trích, chống đối tôi, là thương tôi, là thầy của tôi, là ân nhân của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin được gửi tặng cho anh ấy một món quà là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đấng mà chị giận, chị chê, chị chửi, chị tránh, chị trốn, chị nghỉ chơi mà Chúa vẫn chơi. Đấng mà chồng chị cũng chê, cũng chửi mà Chúa cũng vẫn cứ chơi. Mà tôi bị người ta bỏ mà Chúa vẫn không nghỉ chơi tôi ra. Người ta nghỉ chơi tôi mà Chúa vẫn không nghỉ chơi tôi. Cho nên tôi cứ ngu gì mà tôi không chơi với Chúa. Chơi với Chúa lời hơn chơi với người thế gian. Cho nên là đây là món quà xin được gửi tặng cho anh nha. Còn cái máy thì tôi không hiểu là nhờ đâu mà anh ấy lại có được cái máy 300 bài giảng lòng thương xót như vậy. Nhờ đâu mà anh lại có được cái máy 300 bài giảng, chị có biết không? Thì cha, con không có hỏi. Vâng. Cái mà ngày xưa anh ấy chê, anh ấy chửi, anh ấy trách lại là cái mà bây giờ anh ấy mê hơn bao giờ hết. Cho nên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Gặp người ta phê bình, người ta chỉ trích anh chị em, mình cứ yên ắng đi, tạ ơn Chúa rồi Chúa sẽ biến sự dữ trở thành sự lành. Và chị đã cầm cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa rồi, tôi không có để mà tặng thêm chị nữa. Xin Chúa chúc lành cho chị, cho là gửi lời thăm anh. Cảm ơn anh nhiều và gửi tặng món quà cho anh nha. Yeah.